Câu hỏi thứ hai đó là tại sao khi xịt nước hoa thì chúng ta phải nên để tinh thần nó thư thái? Đây là một cái lỗi phải nói là rất nhiều các anh em đã mắc. Chúng ta thường hay có một cái xu hướng khi mà chúng ta mua một cái chai nước hoa là mùi mới chẳng hạn, là chúng ta về chúng ta phải băm bỏ nó ra xịt luôn, không cần biết là như thế nào cả. Đây là một cái lỗi rất là nghiêm trọng. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta ngửi mùi hương thì mùi hương, các phân tử mùi hương nó sẽ gửi đến cái tín hiệu điện lên một cái khu vực ở trong não mà người ta gọi là limbic system, dịch sang tiếng Việt theo ngành thần kinh học mà người ta gọi nó là hệ viền não. Thì hệ thống limbic nó là cái gì? Hệ thống limbic này nó là một cái khu vực cực kỳ quan trọng, nó xử lý những cái chức năng bao gồm diễn giải các phản ứng cảm xúc, nó liên quan đến những cái nhận thức, cảm giác, cảm xúc của chúng ta. Đấy, cái đây mình nó ngắn gọn là thế. Còn các anh em hoàn toàn có thể lên Google search chi tiết cái này. Thì ở đây mình nói, muốn nói đây là cái gì? Có nghĩa là khi mà cái bộ não của chúng ta chẳng hạn, sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, hoặc là khi mà chúng ta đang stress một cái việc gì đó chẳng hạn, thì có nghĩa là chúng ta đang bị phân tán tư tưởng, chúng ta không hề tập trung được khi chúng ta xịt ngửi mùi hương. Bởi vì lúc đấy chúng ta hoàn toàn không còn relax 100% nữa, mà đang bị chi phối ở những chuyện khác. Thì khả năng lớn là chúng ta không thể đánh giá được chuẩn cái mùi hương này, mà chúng ta cần phải để cho não bộ chúng ta nó thoải mái, tinh, nó không bị một cái vấn đề gì cả. Bởi vì như mình đã nói, mùi hương nó sẽ vào cái hệ thống limbic system đó, và đấy là cái nó liên quan đến cái vấn đề cảm xúc của chúng ta. Thì anh em cần phải hiểu là phải để cho não của chúng ta khi mà cảm nhận mùi hương của nước hoa nó cũng phải được thư giãn, chứ không nên quá là mệt mỏi. Ok. Câu hỏi thứ ba là tại sao khi mà chúng ta xịt mùi hương nước hoa thì chúng ta luôn luôn có một cái cảm giác, một cái sự kiện nào đó, một cái cảm xúc nào đó, một cái sự kiện nào đó đi qua trong cái quá khứ của chúng ta, nó tự nhiên nó lại liên quan mật thiết đến cái mùi hương mà chúng ta đã được ngửi. Thì ở đây ở trong cái hệ thống limbic này nó có hai cái bộ phận, đó là amygdala, dịch tạm tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt đó là hạch hạnh nhân, và hippocampus đó là hồi hải mã. Thì amygdala này nó là một cái bộ phận chuyên xử lý những cảm xúc của con người, ví dụ như là về giận dữ, thất vọng, là hạnh phúc. Nó cũng là một trong những cái bộ phận đóng góp cùng trong những cái bộ phận khác của cơ thể chúng ta để xử lý những cảm những cái là về mặt cảm xúc. Và hippocampus đấy là một nơi cực kỳ quan trọng trong não bộ của chúng ta, nó liên quan đến những cái gọi là xử lý lưu trữ những cái bộ phận tập tin, bộ nhớ của chúng ta. Nếu mà nói về đây là giống như kiểu ổ C trong computer của chúng ta ấy, nó là cái lưu bộ nhớ của chúng ta. Tất cả những sự kiện mà nó đi qua trong cái quá khứ của chúng ta, nó sẽ được lưu vào đây. Và những người bị mắc bệnh Alzheimer, cái bệnh mà mất trí nhớ gọi là lẩm cẩm không còn nhớ một cái gì, là bởi vì cái hippocampus này nó bị teo lại. Thì có nghĩa lúc đó chúng ta, cái bộ nhớ của chúng ta nó sẽ cũng sẽ bị kém đi. Và có một cái điều cực kỳ đặc biệt và quan trọng, đó là chỉ duy nhất khứu giác khi mà chúng ta ngửi một cái mùi hương nào đó chẳng hạn, nó sẽ đi trực tiếp vào hai cái bộ phận này. Có nghĩa nó không qua dây thần kinh trên những cái dây thần kinh trong người của chúng ta nữa. Ở khứu giác hoặc vị giác chẳng hạn, thì những cái cảm xúc nó sẽ phải đi qua những cái chi tiết khác trên người của chúng ta, rồi bắt đầu nó mới gửi tín hiệu vào đến cái hai bộ phận này. Thế nhưng riêng chỉ có khứu giác nó sẽ đi trực tiếp vào luôn. Đó là cái khi mà chúng ta ngửi cái mùi hương thì cái phản xạ của chúng ta, cái phản ứng của chúng ta về cái cảm xúc, hoặc tự nhiên chúng ta cảm thấy một cái gì đó, nó ùa về rất là nhanh, nó rất là nhanh, bởi vì đây là cái nguyên nhân mình vừa nói với các bạn. Câu hỏi thứ tư đó là tại sao chúng ta cùng là một mùi hương nhưng mà chúng ta không bao giờ ngửi giống nhau cả, có người cảm thấy này, còn người cảm thấy thế kia. Thế thì để nói về mặt khoa học, cái thụ thể khứu giác ấy, cái olfactory receptor mình nói lúc đầu video ấy, ở trên con người, ở người chúng ta có từ 350 đến 400 bộ gen giải để giải mã mùi.
Và theo một cái nghiên cứu khoa học thì có khoảng 1 triệu, gần 1 triệu các biến thể bộ gen đó. Thế thì đấy có nghĩa là nếu mà tính theo toán xác suất thì nó là một cái gì đó nó rất là rộng lớn. Cho nên là các anh em khi mà ngửi một cái mùi hương nào đó mà so với một cái bạn nào mà đồng niên mà chơi lâu năm hơn ấy, mà các bạn thấy là ngửi nó không được như người ta thì cũng không cần gì là phải là cảm thấy là mình thua kém như thế nào cả. Bởi vì tất cả rất là đơn giản, bởi vì cái cấu trúc của chúng ta, nó, cái bộ gen của chúng ta nó khác với người ta, với các bạn đó. Thì mình ngửi thì mình theo cảm xúc của mình, còn họ ngửi họ theo cảm xúc của họ, chứ cũng không cần phải cố mà nghiến lên để mà giống như kiểu là anh ngửi như thế em cũng ngửi như thế, thì thật ra là cũng không cần thiết. Bởi vì đấy, về mặt khoa học là mình đã giải thích với các anh em rồi. Từ nãy đến giờ, từ đầu video đến giờ thì mình đã giải thích đến cho các anh em về mặt khoa học là khi mà chúng ta ngửi mùi hương thì cái não bộ của chúng ta nó làm việc như thế nào. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì đây mới là cái quan trọng nhất của video này, đó là mình muốn các anh em hiểu được là khi chúng ta ngửi mùi hương, khứu giác hay là mũi của chúng ta nó chỉ có trách nhiệm nhận những tín hiệu mùi, phân tử mùi, và nó gửi tín hiệu đến cho não bộ để xử lý. Vậy thì khi chúng ta ngửi mùi hương thì chúng ta sẽ phải như thế nào để cảm nhận được hết cái hay, cái vẻ đẹp của mùi hương đó? Thì bây giờ mình sẽ có một vài cái lưu ý đến cho các anh em. Cái thứ nhất thì điều đầu tiên quan trọng nhất đó là chúng ta phải relax, phải để cho não bộ chúng ta phải được thư giãn, không nên để bất kỳ một cái gì đó là căng thẳng. Khi mà các anh em cảm thấy còn căng thẳng, còn phải lo lắng một cái vấn đề gì đó thì tốt nhất chúng ta không nên ngửi mùi. Bởi vì lúc đấy chúng ta không thể cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp của mùi hương đó. Cho nên dù có như thế nào thì cũng nên cứ bình tĩnh. Khi nào mà các anh em cảm thấy nó hoàn toàn free rồi thì hẵng xịt mùi hương, thì lúc đấy chúng ta sẽ cảm nhận được hết cái hay, cái đẹp của mùi hương đó. Cái vấn đề thứ hai khi mà chúng ta ngửi mùi thì không nên ngửi giống như kiểu là hít lấy hít để, giống như kiểu là hít ma túy. Không nên như thế. Đừng có như kiểu dí sát mà bắt đầu cứ ngửi lên. Bởi vì các bạn càng ngửi nhiều thì càng nhiều kích thích, càng nhiều phân tử mùi, càng nhiều kích thích nó gửi lên não, thì tự nhiên não bộ nó sẽ gạt hết những cái tín hiệu đó, vì gây kích thích quá nhiều cho não bộ. Mà thay vào đó chúng ta hãy thư giãn, đó. Hít một tí thôi rồi lại để xuống này, hít một tí rồi chỉ cần này thôi, vẫn phải để cho mùi nó bay vào và để ra, chứ không nên dí này và cứ để dí vào ngửi như này. Không nên để như thế, tránh như thế, mà nên nhẹ nhàng phe phẩy đó. Cái thứ ba, khi chúng ta ngửi mùi thì cố gắng là giống như nghe nhạc thính phòng ấy, các anh em nhắm mắt lại để cho não nó hoàn toàn được giải phóng ra, nó không bị giống như kiểu nó để thả lỏng cơ thể đó. Và nên cố gắng ngồi, bởi vì là theo như mình đã được đọc thì khi mà chúng ta đứng chẳng hạn thì não bộ chúng ta nó sẽ vẫn bị phân tán bởi cái việc là giữ thăng bằng đó, nó sẽ vẫn phải xử lý cái việc mà để giữ thăng bằng cho chúng ta khi mà chúng ta đứng chẳng hạn đấy. Khi mà ngồi rồi thì có nghĩa lúc đấy nó chả có công ăn việc làm gì cả đó. Nhắm mắt lại và thưởng thức trọn vẹn những cái gì mà chúng ta đang ngửi thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái mùi hương đó hơn. Thì video của mình ngày hôm nay đó là cái vấn đề về cũng khá là hơi khô khan, đó là cái vấn đề về thần kinh học và cái việc ngửi mùi hương. Thì khi mà các anh em, mình rất hy vọng các anh em sau khi mà xem xong cái video này, anh em có thể giúp ra được cho mình một cái khái niệm. Nó cũng giống như việc chúng ta ăn một cái món ăn gì đó là nó sẽ tốt cho cái gì, cho cơ thể của mình. Chúng ta nghe một cái nhạc gì đó nó sẽ tốt cho chúng ta về mặt tinh thần chẳng hạn. Thì việc chúng ta hiểu được là khứu giác và não bộ chúng ta xử lý như thế nào khi chúng ta ngửi một cái mùi hương, nó sẽ giúp cho anh em cảm nhận được rõ hơn, cảm nhận được chính xác hơn mùi hương đó. Video của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như anh em cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.